phạm giới và ngũ giới của cư sĩ hay không? Vì con xem trong kinh Nguyên Thủy chỉ nói rằng không quan hệ với người đã có chồng, được sự bảo hộ của cha mẹ anh chị quyến thuộc bộ tộc là không phạm vào tội tà dâm. Xin thưa là việc thủ dâm là nó không phạm vào cái giới tà dâm nha. Tại vì nó có 5 chi phần, nó có 4 chi phần để mà phạm vào cái giới tà dâm. Thì bản thân người hỏi là quý vị biết rồi. Nhưng mà sư luôn luôn nhắc nhở quý vị như thế này, không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Và không phạm giới không có nghĩa là Đức Phật khuyến khích làm. Ha. Và nói về cái mặt nghiệp á, nói về mặt nghiệp á, thì cái việc thủ dâm á, nó được đánh giá là thậm chí nhẹ hơn cái việc quan hệ nam nữ với chính người vợ người chồng của mình. Quý vị có thể thấy là ủa sư dựa vào đâu sư nói như vậy? Sư dựa vào tạng luật thưa quý vị. Một vị tỳ kheo á mà quan hệ với cái người vợ cũ của mình á thì phạm bất cộng trụ. Giống như là một người bị chặt đầu thì không thể sống lại được, vì đó phải bị trục xuất khỏi tăng đoàn. Nhưng mà một vị tỳ kheo mà thủ dâm á, làm suốt cả tinh dịch á, thì vì đó phạm tăng tàn. Giống như một người mà bị bệnh nặng, bị bệnh trầm kha, bị bệnh gần chết, bị trọng thương nhưng mà chưa chết hẳn, nếu cứu thì vẫn sống được. Có nghĩa là Đức Phật xem hai cái việc này đó rất là nghiêm trọng. Hai việc rất là nghiêm trọng. Thứ nhất là quan hệ nam nữ, thứ hai là thủ dâm. Hai việc này Đức Phật tách biệt ra hai vấn đề khác nhau, hai vấn đề khác nhau, nhưng mà Đức Phật đều coi đó là hai vấn đề nghiêm trọng. Chẳng qua cái việc thủ dâm ít nghiêm trọng hơn mà thôi. Đấy, thành ra trong năm giới của cư sĩ đó, thì nó không phạm vào tà dâm. Mà nếu như quý vị có hỏi nó có tạo nghiệp hay không thì chắc chắn nó có tạo nghiệp. Như sư nói, không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp ha. Rồi sẵn nhắc cái này nữa sư mới thấy sư mắc cười. Cách đây cũng tháng hay vài tháng gì đó, lâu quá rồi sư cũng không thèm để ý chi. Thì có một cái cô cư sĩ đó, cổ nói là xưa giờ là cổ bị mất trí, cho nên là cổ mới ly dục, cổ mới không có dính dáng đến chuyện nam nữ. Nhưng mà bây giờ là cổ thông minh rồi, cổ tỉnh trí rồi, thì cho nên là cổ kiếm chồng. Đấy, cổ kiếm anh nào đó để cặp kè, để mà tính tới chuyện hôn nhân. Bởi vì cổ nói là cư sĩ thì kết hôn thì đâu có vấn đề gì, mà khi xưa là mình mất trí nên mình mới đem cái chuyện là ly dục ra mà mình sử dụng. Tại vì cái chuyện ly dục đó là dành cho cái giới tu sĩ. Xin thưa, Đức Phật không cấm hàng cư sĩ quý vị lấy vợ lấy chồng, bởi vì Đức Phật cấm không được thôi, chứ không phải Đức Phật khuyến khích nha. Mà cái việc mà chúng ta ly dục á, là chúng ta sống ở cái tầng cấp của Phạm Thiên. Còn cái việc chúng ta mà có vợ có chồng á, là chúng ta sống ở cấp độ dục giới. Cho nên là hai cái đó là hai cấp bậc khác nhau. Hai cấp bậc khác nhau. Đấy, thành ra chúng ta không nên đánh đồng. Chúng ta ly dục thì chúng ta có phước của ly dục. Còn mà chúng ta hưởng các cái dục lạc là dù... Đương nhiên là cái chuyện mà chúng ta chỉ trong kinh nói là chỉ hài lòng với vợ của mình, chứ không có nghĩ đến bất kỳ người nào khác ngoài người vợ, người chồng của mình ấy, thì bản thân đó cũng là điều tốt. Bản thân đó cũng là điều tốt. Nhưng mà tốt ở đó là tốt so với cổ dục. Chứ Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh rằng ái là khổ, các dục là khổ. Đấy, thành ra đó,
Sư nhắc nhở quý vị thêm một lần nữa, đó là không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp ha.